nó dễ dẫn điện. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ làm tại chỗ, không nhúc nhích đi đâu hết, mà trường sau khi đã hô hấp hô hấp nhân tạo là để cấp cứu. Mới đi bơi khỏe không được, bước qua sát này nó đâm cái gì vậy? Hàng nhân ưu tung quá cho đâu rồi, trên hai cái đầu gối thế này. Tại vì cái người mà hủ á là ngồi trên trường nhân, còn cái người chính ngồi ngang đầu trường nhân. Nhưng mà trong người này vẫn còn điện thôi. Người là dẫn điện mà. Một con người là dẫn điện mà. Để một tay vừa lấy gọi vừa nắm tay nhân kêu. Cái từ nóng đầu vậy. Mà thôi lấy gọi này gọi thôi. Mà gọi nhẹ nhàng. Em lấy cho, em lấy cho. Hai người vô lấy, hai người vô lấy. Đây là tỉnh sao rồi. Không nhựa lắm á. Anh tự nhựa lắm á. Bố rối quá. Chị Vy đang nói là bố rối. Đâu lấy Facebook nha. Đâu lấy Facebook. Facebook đi. Bố tính là cái gì? Sao à hả? Thầy Duyên Dỗ. Cũng là giới thiệu nè. Ngồi trích ra thì lên để thầy Vy. Thầy Nhân này nho là quá. Thầy chắc hơi gọi khoảng thường 5 giây ha. Tính 5 giây đi, chỉ xíu thôi. Xong rồi, nếu mà mình không tỉnh á, thì sẽ bắt đầu đánh, sẽ bắt đầu đánh. Sẽ bắt đầu là kiểm tra mặt. Ê, ngồi cạnh thôi á. Không có lại gì á, quấn lên tùy nó khôn. Khôn. Khí khôn. Võ trí khôn. Đây là cá khôn. Chết rồi, chị ra lên mặt ngưng đập. Mặt ngưng rồi. Bởi vì nó mới nói. Người đạp điện này là không phải không có bộ. Trời ơi. Đá tiền, đá tiền. Anh đang lên có mặt hơi thở. Bây giờ tao không thương mà tao đau là sao? Ê trời. Nó mở miệng ra được. Nãy hè chưa? Đây nên chết, cho đi trước. Xong rồi sau đó chỉ ngồi đổ quá. Kẻ quân, tao giống luôn mấy người trên. Tại ai? Chưa kiểm tra gì bất nhớ. Đâu có kẹt. Kẹt, dùng quấn quanh xong. À, đúng rồi. Rồi, xong 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 rồi. Rồi,
Học thầy gây có thường á là nếu mà người ta mặc áo sơ mi á là thường là cái nút áo thứ hai từ trên đến xuống sẽ là đi tới nằm đó đó áo sơ mi có nút áo gì cái nút thứ hai từ trên đến xuống. Còn nếu mà người ta mặc áo thun á thì là mình trời ơi quay muốn mẹ ăn nữa chứ trời để thấy cái đầu tương của người ta ở trên tay và một cái trên tay thì chia ra những phần để chia ra này. Ê mà sao thấy thằng khúc giữa này ha, ứng vô được. Em kiếm cái số trên đó cái này mà không được gì vậy đó lấy một phần. Kiếm cái số đỏ. Mà mấy em món đó còn thở ra là món có ống mạnh luôn nha. Ủa phải hả? Là mấy em sẽ thổi 5 nhịp, sau đó là ống hút tiền 30 lần và làm như vậy là 5 lần như thế này. Sau 5 lần mà không có kết quả là hiểu rồi. Làm sau 5 lần sau đó mấy em sẽ kiểm tra mặt và thở 1 lần nữa. Nếu mà đã có rồi thì đó là đã có mặt rồi, thở rồi dùng, nếu mà chưa có thì 1 lần nữa. Ôi, làm vậy hoài luôn rồi. Không, tới khi nãy em tỉnh lại. Rồi. Chết rồi sao? Chưa tỉnh lại chết rồi. Mấy em mà cái động tác mà áo thì mấy em cũng làm như hồi nãy, chỉ có điều là thêm một cái tay trên trán quay xuống và bóp mũi để nhân thuốc để thổi mắt trời che rồi có bỏ cái miếng nó trong trời 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 mỗi lần kiểm tra mặt hơi thở. Có mặt hơi thở thì ok, báo lên cho mặt. 5 lần có dễ hả? Ừ. Người này 5 lần người này có mặt.